Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Honda CR-V phiên bản G, chiếc xe gầm cao 7 chỗ phân khúc cỡ D của bên nhà Honda mà trong cái video ngày hôm nay, cái dịp thời điểm giữa của tháng 8 năm 2022 này, Top Car VN sẽ cập nhật cho quý chị các bạn những cái chính sách giảm giá đang cực kỳ sâu của CR-V phiên bản G, những cái chương trình về quà tặng, phụ kiện, khuyến mại và mức giá lăn bánh tại thời điểm này dành cho những anh chị khách hàng nào chúng ta đã và đang quan tâm, đang có kế hoạch lấy xe trong cái dịp tháng lâu này, cái tháng mà nhiều chương trình khuyến mại nhất. Ngoài ra thì Top Car VN cũng xin phép giới thiệu những cái đặc điểm về ngoại thất, nội thất, option của CR-V phiên bản G dành cho khách hàng nào mà chúng ta đang lần đầu tìm hiểu. Quay trở lại cái phần giá, CR-V phiên bản G hiện tại đang có mức giá lên miết là 1.048.000.000 và hiện tại chiếc xe này đang được giảm giá lên tới 70 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra một gói phụ kiện trị giá 30 triệu đồng nữa dành cho quý chị các bạn và có thể quy được ra tiền mặt. Quy như thế nào thì các bạn hãy liên hệ theo số line. Với cái mức giá như vậy thì mình có trừ đi lăn bánh ở tỉnh của CR-V phiên bản G 1.086.000.000, ở Hà Nội là 1.127.000.000 và thành phố Hồ Chí Minh là 1.106.000.000 đồng anh chị ạ. Tỉnh 1086, Hà Nội 1.127, thành phố Hồ Chí Minh là 1.106.000.000. Nếu anh chị chúng ta muốn mua trả góp chiếc xe này thì ở tỉnh chúng ta sẽ cần bỏ ra 305.000.000, Hà Nội bỏ ra là 348.000.000 và thành phố Hồ Chí Minh là 326 các bạn nhé. Tỉnh 305, Hà Nội 345, thành phố Hồ Chí Minh là 326. Mức giá lăn bánh ngang với cả chiếc xe Hyundai Tucson 2.0 phiên bản đặc biệt. Đó, quay trở lại với cái phần cập nhật dành cho những khách hàng nào mà chúng ta đang lần đầu tìm hiểu về chiếc xe này. CR-V phiên bản G, về phần ngoại thất mặt ca lăng nổi bật với một cái miếng sơn đen bóng ở cái phần thanh cản ở cái phần mặt ca lăng này. Và logo của Honda vẫn được ốp mạ chrome sáng bóng và có một cái đường vân chrome chạy nối giữa hai phần viền đèn. Công nghệ đèn của chiếc xe CR-V phiên bản G này là dạng đèn LED các bạn nhé, và có chế độ thông minh tự điều chỉnh góc chiếu, có nghĩa là nếu như nó gặp một chiếc xe ngược chiều mà đang ở chế độ pha, nó có thể hạ xuống cốt để tránh lóa mắt cho cái chiếc xe ngược chiều. Vẫn được trang bị về cái đèn sương mù các bạn nhé, giúp các bạn đi trong cung đường sương mù có cái tầm nhìn tốt hơn. Phần đầu xe này có radar các bạn nhé, cái miếng nhựa đen kia chính là cái radar để phục vụ cái gói an toàn Honda Sending của bên nhà Honda. Đấy. Tiếp theo xin phép giới thiệu đến quý chị các bạn sang cái phần sườn xe của CR-V phiên bản G. Phần sườn xe này thì bao giờ các cũng vậy, chúng ta quan tâm tới cái đầu tiên, đó là cái la răng của xe. La răng là la răng hình nan hoa và la răng 18 inch. Lốp sử dụng là lốp Michelin cực kỳ là nổi tiếng quý chị các bạn nhé. Và cả bốn bánh đều là phanh đĩa, có ABS, có cân bằng điện tử, có phân bổ lực phanh điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, có hỗ trợ đổ đèo các bạn nhé. Đó là những cái tính năng an toàn. Ngoài ra nữa thì sang cái phần gương chiếu hậu của xe, ở phần bên trên này được sơn cùng màu thân xe và có tích hợp xi nhan, một cái dải xi nhan rất là nhỏ thôi, nhìn cực kỳ là tinh tế. Và ngoài ra có một cái camera tích hợp ở trên cái phần gương chiếu hậu này để phòng chống va chạm, cảnh báo điểm mù. Tiếp theo nữa là phần tay nắm cửa được sơn cùng màu thân xe và có cái cảm biến ở đây để hỗ trợ mở cửa, đóng cửa mà không cần thao tác bằng chìa khóa quý chị các bạn nhé. Đó là những cái đặc điểm nổi bật của CR-V phần sườn xe này. Sườn xe này chúng ta có một cái thanh chrome ở bên dưới này tạo cái cảm giác cứng cáp hơn cho CR-V. Tất cả phần viền chân kính của xe đều được ốp mạ chrome các bạn ạ. Nó tạo cái cảm giác nổi bật cho cái phần sườn xe này của CR-V phiên bản G. Sang cái phần đuôi sau này của CR-V thì chúng ta quan tâm tới những cái chi tiết, những cái tính năng an toàn, những cái đặc điểm về phần đèn hậu phía sau này. Phần đèn hậu phía sau của CR-V, nếu như các bạn đi trong cung đường trời tối thì cái giải đèn LED khi mà các bạn bật đèn lên thì nhìn cực kỳ là nổi bật và rất là dễ nhận dạng các bạn ạ. Cái phần đèn hậu phía sau này được nối từ phần sườn xe cho cái phần cốp phía sau này. Đây là phiên bản G của chúng ta sẽ không có tính năng cốp tự động quý chị các bạn nhé. Chúng ta có một cái giải chrome và đương nhiên trung tâm vẫn là logo của Honda. Phần camera lùi phía sau này chúng ta cũng đã được trang bị giúp phục vụ các bạn khi mà chúng ta lùi chuồng một cách dễ dàng. Chúng ta không có cảm biến lùi đâu các bạn nhé. Ốp bô đôi các bạn ạ, nhìn rất là thể thao. Ốp bô đôi gầm xe của CR-V là 198mm quý chị các bạn nhé. Đó là về cơ bản nhất về phần sau. Thế còn tiếp theo là dung tích tiêu hao nhiên liệu của một chiếc xe sử dụng động cơ 1.5 turbo chung cung đường kết hợp là 7 lít, trong đô thị là 9.1 và ngoài đô thị là 5.8 lít, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu với chiếc xe Honda CR-V này. Một chiếc xe với số chỗ ngồi là 5+2, anten dạng vây cá mập được sơn cùng màu thân xe các bạn nhé. Chiếc xe này là dẫn động cầu trước, sử dụng động cơ 1.5 turbo các bạn ạ. Đấy, cho nên là nó rất là tiết kiệm nhiên liệu.
Chiếc xe này thì không gian nội thất bên trong thì các bạn có thể nhìn qua nhận thấy hoàn toàn là màu đen hết, từ ghế da cho đến bảng tablo đều là màu đen quý chị các bạn ạ. Những cái phối chi tiết nhìn cũng rất là nick mắt cho quý chị các bạn, đặc biệt những khách hàng nào mà thích cái kiểu dáng thiết kế nổi khối, đúng không ạ? Các bạn để ý này, phần ghế là ghế da rồi nè, ghế là ghế điều chỉnh điện quý chị các bạn nhé, ghế điều chỉnh điện dành cho các bạn rồi. Phần ghế da những cái đường khâu chỉ rất là chi tiết tỉ mỉ. Ở đây chúng ta có một cái cửa gió điều hòa, đúng không? Cửa gió điều hòa có bao viền xung quanh là một chi tiết chrome tạo cái điểm nhấn. Ở ngoài ra chúng ta có một cái miếng giả gỗ các bạn ạ. Nó tạo ra cái cảm giác sang trọng hơn cho cái phần không gian nội thất của chiếc xe. Vô lăng bọc da ba chấu có đầy đủ tích hợp nút bấm điều chuyển âm lượng, điều chuyển kênh, đàm thoại, rảnh tay các bạn nhé. Số túi khí được trang bị 6 túi khí, có cái cruise control thông minh các bạn ạ. Tức là nó được tích hợp cái chế độ giữ khoảng cách với cái xe phía trước. Xe phía trước mà phanh, xe này nó cũng sẽ tự động phanh lại để giữ cái khoảng cách an toàn cho người lái. Ngoài ra thì xe này cũng được trang bị về hệ thống Honda Sending, bao gồm ví dụ như là hệ thống hỗ trợ giữ làn này, cảnh báo lệch làn các bạn nhé. Đèn pha thì ngoài ra thì có cái tính năng là phanh chủ động, đấy, phòng chống va chạm. Màn hình giải trí ở đây, trung tâm nhìn cũng rất là đẹp, nổi khối. Bên dưới là điều hòa tự động hai vùng độc lập các bạn nhé, điều hòa tự động hai vùng độc lập, có phanh tay điện tử, có auto hold. Đấy, một cái cần số cầm cũng rất là chắc tay. Có cái chế độ Econ là một cái chế độ tiết kiệm thường thấy trên tất cả những cái dòng xe của bên nhà Honda, từ City cho đến Civic cho đến CRV các bạn ạ. Bên dưới này chúng ta có một cái rất nhiều những cái hộc để đồ. Ngoài ra chúng ta có hai cái cổng sạc USB, một cái cổng sạc để chúng ta kết nối với Android Auto, hoàn toàn là kết nối với cả Apple CarPlay quý chị các bạn nhé. Bệ tỳ tay trung tâm này giúp chúng ta đi đường xa chúng ta có cảm giác ngồi thoải mái hơn. Không gian của CRV cũng rất là rộng rãi thoải mái. Với phiên bản G này thì chúng ta không được trang bị về cửa sổ trời và cũng không được trang bị về sạc không dây, nhưng mà đương nhiên cái tầm tiền thì nó thấp hơn phiên bản L là rất là nhiều quý chị các bạn nhé. Ngoài ra tại thời điểm này chương trình giảm giá cực kỳ nhiều, kể cả về tiền mặt lẫn phụ kiện, nên rất đáng để mọi người quan tâm. Khi mà phân vân với cái tầm tiền của Tucson thì CRV chắc chắn là một sự lựa chọn rất đáng để mọi người có thể lái thử xem xe trực tiếp. Phần tab đi cửa vị trí người lái, tất cả những nút bấm auto tự động lên xuống kính một chạm vị trí người lái. Rồi là những cái đường khâu mũi chỉ bọc ra ở vị trí tab đi cửa này các bạn nhé. Những cái đường khâu mũi chỉ cực kỳ là chi tiết và tỉ mỉ, độ hoàn thiện chi tiết rất là cao. Tiếp theo ở hàng ghế thứ hai thì chúng ta quan tâm, chúng ta có thể để ý tới đó là không gian ngồi hàng ghế thứ hai rất là rộng, đúng không ạ? Người ngồi hàng ghế ở thứ hai này, chúng ta có cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai, có một cái sạc không dây, có một cái sạc, cổng sạc thì đúng hơn. Đấy, loa, chiếc xe này thì được trang bị 8 loa quý chị các bạn nhé. Đó là những cái điều cơ bản nhất mà Top Car VN giới thiệu trong cái video này. Về phần giá là một cái đặc điểm đáng chú ý tại thời điểm giữa của tháng 8 này, chương trình về quà tặng phụ kiện cũng như là giới thiệu nhanh cho khách hàng nào mà chúng ta đang lần đầu tìm hiểu về CRV phiên bản G. Nó hoàn toàn cùng tầm tiền với cả chiếc xe Hyundai Tucson, chiếc xe Mazda CX-5 các bạn ạ. Cuối cùng, nếu anh chị chúng ta quan tâm thì ngay bên dưới góc trái màn hình này là số hotline của bên đại lý của bên Honda. Hãy liên hệ trực tiếp để có thể nhận báo giá cũng như là phần quà tặng tốt nhất. Thời điểm tháng ngâu này cực kỳ là linh động. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau của Top Car VN. Xin chào.